Xin chào tất cả mọi người, em là Tình Hàng Bãi ở tại Con Tum anh chị em nhé. Giới thiệu cho anh chị em một ít cái con máy bơm xe. Đấy, con này con bơm xe nhá, bơm xe 12V. Đấy, con này thì có thể dùng cho anh chị em dùng. Con này là Suitu. Đấy, con này là Suitu ST217 nhá. Trên thị trường thì con này thì chưa có bán đâu. Đấy, ít lắm. Dòng này thì nhập trực tiếp ở Trung Quốc mà. thì con này á, thì nó là dòng bơm xe nhá, bơm chuyên bơm ô tô anh chị em nhá. Ô tô, xe máy rồi này nọ anh chị em bơm được hết nhá. Đấy, dòng này dòng chính hãng anh chị em nhá, dòng chính hãng. Đó, thì made in China này. Con này thì là ưu điểm của nó là giá thành rẻ. Đấy, giá thành rẻ nhá. Nhược điểm của nó sản xuất và tại Trung Quốc. Đấy, sản xuất tại Trung Quốc. Và nó cũng sẽ có một số nhược điểm như là nó sẽ không có được vỏ bằng nhôm hay là cái gì á, vỏ bằng nhựa anh chị em nhé. Thì đây em sẽ review cái con này cho anh chị em xem luôn. Thì đây con này thì khá là ok bởi vì em đang dùng bơm ô tô anh chị em nhé. Riêng bơm ô tô thì cũng khá là ok. Đây thì nó có một cái đèn. Đấy, đây thì nó có một cái đèn này, đèn để soi sáng này đó. Và đây màn hình này, nó có màn hình để chỉnh bao nhiêu ký đó. Đấy, bao nhiêu ký để bơm đó. Đây là công tắc bật tắt này, đây nút reset này. Nó chạy tẩu nha anh chị em nhé. Đấy, cắm thẳng vào tẩu xe hơi thôi. Nếu mà anh chị có xe hơi thì cắm thẳng vào tẩu, không thì anh chị em nếu mà bơm xe máy thì anh chị em kẹp vào bình cũng rất ok nhá. Đấy, kẹp vào bình rất là ok. Còn nếu mà anh chị em có SH thì mở cái cốp phụ ở bên trái ra. Đấy, cốp phụ bên trái này cũng có cắm tẩu để anh chị em bơm nhá. Đó, thì một con máy thì nó như thế này thôi. Giá thành thì nó cũng khá là rẻ thôi. Bình thường một con bơm xe bây giờ trên thị trường này anh chị em mua bây giờ hàng lởm khởm thì nó rơi tầm khoảng 250 đến 300.000. Còn hàng tốt thì nó rơi tầm khoảng 500, 700 và 800, 900 triệu tùy. Đấy, còn hàng ở trong hãng thì không nói rồi, hàng trong hãng này chị em phải mua đến vài triệu. Thì đây là cái nội thất bên trong một con máy sẽ như thế này. Đây anh chị em xem này. Nội thất bên trong này nó xài motor 570 nhá, 570 này. Đó, còn đây là cái bộ phận bít tông này. Đấy, bít tông này là bít tông bằng kim loại nhá. Đấy, bít tông kim loại này. Đấy. Bánh răng thì vẫn là chỉ là bằng nhựa thôi. Đấy. Thì đây là cái bộ phận đồng hồ của nó này, Đấy, đồng hồ của nó rất là chắc chắn nhá, nó không phải là lởm khởm. Đấy, nó không phải đẻo nhá. Đấy, anh chị em nhìn cái nội thất bên trong này chị em biết rồi. Và cái dây này, dây nó đưa ra cái dây cũng khá là to chứ không phải là dây nhỏ. Là dây 5m anh chị em nhá, 5m để cho anh chị em rằng đủ xe. Đủ tất cả các bánh của xe. Thì đây là một cái nội thất của bên trong một con Suitu. Đấy, con này là của Trung Quốc sản xuất anh chị em nhé. Trung Quốc sản xuất nhưng mà con này em thấy độ bền nó khá là cao, đã được kiểm chứng đấy. Đấy, em đang dùng đấy, do là em đang dùng đây là em kiểm chứng là ok. Hơi lên nhanh đấy, hơi lên khá là nhanh anh chị em nhé. Con này hơi thì nó lên khá là nhanh đấy, áp nó hơi cao, áp nó cũng cao, nó ngang so với những con tầm giá bây giờ tầm trung tầm 1 triệu đến 2 triệu. Và giá thành con này thì em đang bán là một bộ nhé, một bộ của nó là như thế này. Đấy, một bộ của nó như thế này, một hộp luôn, full bộ mới tinh luôn. Đây, made in China nhé. Thì cái bộ này thì em đang bán giá là 320.000. Đấy, 320.000 một bộ nhé anh chị nhé. Đấy, em bán một bộ như này là 320.000. Thì anh chị nào mà đang có xài ô tô á thì nên mua một con để bỏ vào cốp xe đó, lâu lâu mà nó hết hơi hay là nó gì nọ. Đấy, anh chị em chỉ cần có xe máy cũng muốn mua được. Với xe máy thì nó bơm xe máy bình thường nhé anh chị nhé, bơm xe máy bình thường. Đấy, bơm xe máy bình thường thì em sẽ test cho anh chị xem. Những con như này thì giá thành nó rất là hợp lý. So với hàng nội địa, hàng bãi thì bây giờ bèo bèo anh chị em mua thì cũng phải 500-600.000 một con. Đấy, thì 500-600.000 thì anh chị em có thể mua được 2 con như thế này và cho họ hàng người thân cũng được. Thì tùy anh chị em thôi. Thì nội thất thì em thấy là những con này em mở ra bên trong thì thấy là nội thất nó khá là ok. Đấy, nó không có bị nhựa quá, bị sâu đẻo quá. Đấy, không bị nhựa mà không bị đẻo quá. Đó, với cái giá thành mà 320.000 thì mình mua con này thì hợp lý anh chị em nhé. Đấy, giá này em đã bao ship cho anh chị em luôn nhé, bao ship luôn nhé, bán con này là bao ship luôn. Đấy, nhưng một con này thì nói thật với anh chị em luôn là bán 320.000 thì em nhập con này nhé, em thẳng thắn luôn, em nhập là 250.000 một con, bán 320.000 em mất là 30.000 tiền ship nữa, 320.000 là mất 30.000 tiền ship nữa. Đấy, một con như thế này mất 30.000 tiền ship, là cộng cả ship với lại cả tiền nhập là 280.000. Đấy, mỗi một con là em chỉ lời được 40.000 thôi nhá. Đấy, mỗi một con lời 40.000 thôi. Nhưng mà
một con thì không nói, nhưng mà 10 con thì là một được 400.000. Thì mỗi một ngày em bán được 5 đến 10 con là có ngày công rồi, bởi vì em còn bán hàng khác chứ không phải cái này. Đấy, thì anh chị em bảo sao mà bày bán thế thì làm sao mà có lời mày ăn, đúng không? Thì đó, thì nó em bán là chủ yếu về số lượng. Đó, số lượng thôi chứ ăn về số lượng, chứ còn ít quá thì làm sao mà có công được, bởi vì có 40.000 à. 40.000 một con à. Đó, lời được 40.000 một con mà. Anh chị em cứ thử tính đi. Em lời 40.000 thì gửi đi cho anh chị em là mất 3 ngày. Gửi đi là mất 3 ngày. Xong rồi đợi anh chị em nhận là mất thêm 2 ngày nữa, là mất 5 ngày. 5 ngày đến khi tiền về là mất thêm 2 ngày nữa, là em mất 1 tuần. Đấy, là mất 1 tuần, là lời được 40.000 một con, là mất 1 tuần thì tiền mới về của em. Đấy, em phải bán cái khác để em xoay vòng. Thì anh chị em cứ thử tính đi, ba em nhập vào hai, em bỏ ra 250.000 mà lời được 40.000 mà mất 1 tuần, mất 1 tuần 7 ngày thì tính ra là mỗi ngày là không được bao nhiêu tiền hết đâu anh chị em nhá. Đó, thì bán nó hợp lý thế thôi. Anh chị em nào mà cảm thấy có nhu cầu con này hợp lý thì mua, bởi vì hàng này thì em thấy là nó khá là chất lượng. Đấy, nó khá là chất lượng anh chị em nhá. Đấy, em là do là chính em kiểm chứng, bởi vì em đang dùng nó ok. Đấy, anh chị em có so sánh thì cũng sẽ so sánh với mấy con ở trên mạng ấy. Mấy con ở trên mạng có hàng người ta bán là 260 mấy nghìn, 290 mấy nghìn, 290 mấy nghìn, 290 mấy nghìn. Thì anh chị em so sánh với những cái hàng trên đó thì con mới những cái hàng trên đó nhá, em đảm bảo luôn, áp ra không bao giờ được như những con này. Đấy, áp ra là không bao giờ được như con này nhá, em dám chắc chắn luôn cho anh chị em nhá, là không bao giờ áp ra là được như con này luôn. Đấy, con này áp ra nó rất là mạnh. Đấy, thì tí nữa em sẽ test cái video thực tế cho anh chị em xem, là test bằng ô tô và xe máy. Đó, rồi em sẽ đi test video luôn cho anh chị em xem nhá. Đây, em test cho anh chị em con máy bơm này nhá, con máy bơm này nhá. Đấy, hiện tại là trong lốp xe em là hiện tại là đang có 0.95 này. Đấy, số ký là 0.95. Thì bây giờ em sẽ chỉ xét lên 250 nhá, 250. Xe em là bơm kịch kim là 250. À, bơm đi 3 người là 250. Đấy, em sẽ bơm 250 nhá. Và bắt đầu là cho máy chạy thôi. Đấy, đây, em sẽ bấm giờ cho anh chị em xem nhá. Đấy, bấm giờ từ lúc bơm nhá, từ lúc bơm này.
đúng đến 250 là nó dừng nhá. Như vậy là sẽ mất nãy là em hơi quá, mất khoảng tầm 5 phút đấy, 5 phút mười mấy giây đấy, 5 phút mười mấy giây là để bơm đầy từ 19 từ 0,95 nhá lên cho 250 đấy, lên 250 nhá đấy, lên 250 đấy, là mất khoảng 5 phút đấy, khoảng 5 phút là sẽ đầy anh chị em nhá, là sẽ đầy đến 250. Thì như một con máy này thì áp thế là khá là cao, bởi vì con bơm zin của xe này là bơm 6 phút đấy, bơm 6 phút thì mới lên được đấy. Xe em là từ 1,2 mấy á, là nó lên 6 phút nó mới lên đầy, nhưng mà chả ai để xe tới 1 mấy là mới bơm đâu. Thì bình thường là sẽ bơm từ tầm 190 180 rồi lên là lên bơm lên căng thôi, chứ còn không ai để như này hết cả. Đó. Thì đây là video test nha anh chị em nhé. Anh chị nào cần đặt mua thì alo nhé. Đặt mua con này thì alo nhé.